Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển chủ nhà Ba Lan. Đứng trong khung thành là thủ môn mặc áo số 1 Skorupski, hàng hậu vệ 3 người bao gồm số 14 Jakub Kivio, số 2 Patos Salamon, số 4 Walu Kiewicz. Ở hàng tiền vệ bao gồm số 21 Zalewski, số 10 Zielinski, số 13 Romanzuk, số 20 Szymanski và số 17 Misha Skouras. Ở phía trên sẽ bao gồm số 7 Milik và số 16 Adam Buska. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ba Lan là ông Michal Probierz. Bây giờ sẽ là đội hình xuất phát của đội tuyển Ukraine. Đứng trong khung thành là thủ môn mang áo số 1 Busan. Các hậu vệ bao gồm số 24 Tim Schick, số 21 Bonar, số 4 Talo Viro và số 16 Mikolenko. Ở hàng tiền vệ bao gồm số 7 Yamolenko mà bằng đội trưởng, số 8 Milinovski, số 5 Sidorchuk và số 20 Zhukov. Thi đấu ở vị trí hộ công là số 14 Sudakov và người chơi cao nhất trên hàng công là số 11 Artem Dobik. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ukraine là ông Sergei Rybov. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội chủ nhà Ba Lan ra sân với bộ trang phục áo trắng quần đỏ và sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của các bạn. Đội tuyển Ukraine ra sân với bộ trang phục màu xanh và sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Đánh đầu! Một tình huống lộn xộn, như vậy là tỷ số đã được mở cho đội tuyển chủ nhà Ba Lan. Người ghi bàn là trung vệ Walu Kiewicz. Szczesny và Lewandowski. Một tình huống lộn xộn. Và ghi bàn của Walu Kiewicz là khá đơn giản. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà từ một tình huống cố định. Vừa rồi có lẽ là pha dứt điểm của Romanzuk. Dứt điểm khá nguy hiểm. Và đây cũng là trận đấu thứ 89 của anh trong đó đội tuyển quốc gia. Và sau 88 trận đấu trước đó thì anh cũng đã có được 12 pha lập công cho đội tuyển quốc gia. Sau những phút đầu tiên nhập cuộc chậm thì bây giờ Ba Lan đã tăng tốc. Cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà. Không được. Vừa rồi là pha dứt điểm của Zalewski. Vẫn là Zalewski. Rất bất ngờ, như vậy tỷ số đã là 2-0 cho đội tuyển Ba Lan. Một pha dứt điểm rất bất ngờ của đội trưởng Zalewski. Sự vui mừng của huấn luyện viên Propier. Ba Lan hoàn toàn có thể hy vọng rằng đội tuyển quốc gia của họ sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay. Thủ thành Busan có vẻ như đã bị giật mình ở trong tình huống này. Bóng không chạm ai cả. Rõ ràng thì Busan đã không sẵn sàng cho một tình huống sút bóng của Zielinski. Cú sút của Zielinski cũng không quá khó. Phản công cho Ukraine. Mất bóng nguy hiểm. Tình huống 4-3. Đưa bóng vào trong. Không được. Sẽ chỉ có một quả phạt góc cho đội khách. Một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đưa bóng vào trong. Không được. Phạt góc cho các cầu thủ chủ nhà. Skouras sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho đội chủ nhà. Trung vệ to cao Salamon cũng đã có mặt trong khu vực 16m50. Đánh đầu! Như vậy tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà. Người ghi bàn là Romanzuk. Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ mang áo số 13 cho đội tuyển quốc gia Ba Lan. Đây cũng mới là trận đấu thứ 3 mà Romanzuk thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ba Lan mà thôi. Và tỷ số đã là 3-0 cho Ba Lan. Hàng phòng ngự của Ukraine đã tỏ ra rất thiếu tập trung kể từ đầu trận.
Roman Zouk đã đánh đầu trong một tư thế rất thoải mái. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng thuận lợi cho đội tuyển Ba Lan. Chỉ có điều, ở những phút đầu tiên của trận đấu thì tiền đạo Milik đã gặp phải một chấn thương. Không được, không thể có một pha dứt điểm của cầu thủ Ukraine. Vẫn là cầu thủ áo xanh. Sudakov. Dobik. Vẫn là Dobik, chân trái, dứt điểm. Như vậy tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Ukraine. Một pha dứt điểm đẳng cấp và gọn gàng của Arjen Dobik. Sau 27 trận đấu, năm nay mới 26 tuổi, Dobik đang là mục tiêu của nhiều ông lớn tại châu Âu. Anh vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Girona với tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa sau. Một pha đi bóng cắt sang bên phía cánh trái và một pha dứt điểm bằng chân trái hạ gục thủ thành của đội tuyển Ba Lan. Một pha xử lý quá gọn gàng của tiền đạo năm nay 26 tuổi. Sự vui mừng của số ít các cổ động viên Ukraine có mặt trên sân vận động quốc gia Ba Lan. Phải có một đường truyền sớm hơn sang bên phía cánh trái. Dứt điểm. Đó là cú sút của Zielinski. Mất bóng nguy hiểm. Sút bóng. Cú sút khá căng nhưng bóng lại tìm tới đúng vị trí mà thủ thành Busan đã chọn. Và có thể thấy được thể lực của cầu thủ Ba Lan là không thực sự tốt. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của cầu thủ mới được tung vào sân, Mikhailichenko. Đánh đầu, khá nguy hiểm. Thủ thành Busan đã có một phản ứng tuyệt vời. Và dứt điểm của Busan. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống đánh đầu cận thành. Bóng đi rất căng. Nhưng lại rất gần với vị trí mà thủ thành Busan đã chọn. Như vậy tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Andy Buckley đã được vang lên. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Ba Lan đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1.